Chào các bạn, đây là bài dự đoán dành cho Kim Ngưu, cho tất cả các bạn có mặt trăng mặt trời địa mộc và sao Kim thuộc Kim Ngưu và cho tuần từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 3. Đây là bài dự đoán chung cho nên nếu bạn thấy nó các bạn thấy nó không phù hợp với hoàn cảnh của mình, các bạn có thể xem thêm cái bài dự đoán của cung mặt trăng địa mộc sao Kim của mình nữa thì nó sẽ cho các bạn thêm cái nhiều thông tin mà các bạn cần. Các bạn có thể dùng cái link mà mình để dưới đây để lập giá số cho mình thì các bạn sẽ biết được cái vị trí các cung nhà đó của mình. Còn nếu các bạn muốn có cái bài dự đoán dành riêng cho bản thân, các bạn có thể liên lạc với mình qua trang Facebook và bình Tarot hoặc là email cho mình với cái địa chỉ email mình để ở dưới đây. Trong tuần này thì mình thấy các bạn có cái năng lượng vô cùng là tích cực. Có thể cái trải bài của các bạn là đẹp nhất trong bạn là cung số 11 mình làm, và đây là cái trải bài có cái năng lượng tích cực nhất. Và nó nói rất là nhiều về một cái đối tượng tình cảm có lẽ là bạn đã gặp trong thời gian gần đây, một cái sự khởi đầu mới hoặc là cái việc làm lại với người cũ. Nhưng mà tóm lại thì cái trải của bài của bạn nó thuần túy là về tình cảm, và mình không hề thấy có một cái gì đả động đến công việc cả, cho nên mình chỉ có thể đọc được cái những cái thông điệp mà nó thể hiện lên ở đây. Đầu tiên các bạn có lá mặt trời. Cái lá mặt trời thì là lá tốt nhất trong bộ tarot và nó nói về cái sự hàn gắn, một tương lai sáng lạng, sự sung túc đầy đủ, thành công. Khi mà mặt trời tỏa sáng thì không gì là không đẹp dưới ánh mặt trời, và không gì có thể che giấu được, không có sự thật nào có thể bị che giấu dưới ánh mặt trời. Cho nên với cái lá này và bên dưới đó bạn có lá Ten of Swords thì nó nói rằng những cái gì khó khăn nhất cho các bạn đã qua đi. Có thể trong thời gian qua bạn phải trải qua cái tình trạng Ten of Swords này. Các bạn có của sự đau khổ, của cái việc cảm thấy bị phản bội hay là bị cuộc sống vùi dập. Nói chung là rất là nhiều sóng gió xảy ra với bạn trong thời gian vừa qua, có thể liên quan đến tình cảm. Bởi vì đi kèm với nó là có Ace of Cups, thì sau khoảng cái thời gian rất là nhiều đau khổ này, bạn có được một cái sự khởi đầu mới. Và nó vô cùng tốt đẹp ở đây. Nó có thể liên quan đến một người thuộc cung khí, bảo bình thiên bình song tử. Và có thể các bạn giải quyết được vấn đề với nhau thông qua đối thoại. Sẽ có cái sự đối thoại đến rất là nhanh ở đây. Rồi tiếp theo đó bạn có lá 7 cái ly. Rồi đi kèm với nó là kỵ sĩ ly. Ai đó muốn đem đến tình cảm cho bạn, và bạn đang có thể là hơn một người muốn đem đến tình cảm cho bạn, nhưng mà bạn đang ở trạng thái là không biết chọn cái ly nào, bởi vì chỉ có một cái ly trong đây là ly thánh, cái ly Ace of Cups này của một sự khởi đầu mới tốt đẹp, cho nên bạn đang phân vân không biết nên chọn đang chọn cái ly của ai hay là cái ly nào, hoặc nó cũng chỉ tưởng chừng là bạn không biết có nên đón nhận cái ly mà kỵ sĩ này đem lại cho bạn hay không. Có thể một người này đã theo đuổi bạn rất là nhiều lần và đem đến cho bạn tức là offer cái tình cảm của họ hết lần này đến lần khác, nhưng mà bạn vẫn phân vân chưa đưa ra được quyết định cho mình. Có thể bởi vì bạn đã rất là đau khổ trong thời gian vừa qua cho nên là bạn bảo vệ bản thân của mình, hoặc cũng có thể là người cũ của bạn quay trở lại muốn đem lại cho bạn cái tình cảm, một cái sự khởi đầu mới, nhưng mà bạn không biết có nên tin người này hay không, bởi vì những cái gì mà họ đã gây ra trong thời gian vừa qua cho bạn. Người này có thể là cự giải, song ngư hoặc là bọ cạp. Lá này hình như là lá của song ngư, nhưng mà hoặc là của người của cung nước nói chung. Page of Wands. Thực ra bạn cũng rất là bị thu hút bởi người này, hoặc là bạn rất là muốn, bạn cũng muốn có một sự khởi đầu lại, bởi vì bạn cũng bị thu hút bởi người này, bạn vẫn còn rất là nhiều tình cảm. Nếu đây là người cũ của bạn thì bạn vẫn còn rất là nhiều tình cảm, và bạn cũng muốn mở ra một chương mới, khép lại chương cũ. Bạn đang rất hào hứng để làm lại từ đầu sau tất cả những sóng gió bạn trải qua ở đây. Wow. Các bạn có Page of Cups, rồi đến hai lá Two of Cups ở đây. Rất là nhiều năng lượng của nước, và toàn là những cái lá nước nói về mối quan hệ soulmate, một cái người nào vô cùng đặc biệt, và tình cảm ở đây nó dạt dào tràn trề. Người này là soulmate của bạn chắc chắn. Tất cả những cái lá ở đây mình nghĩ là đây là cái người cũ trong tương lai, ở trong quá khứ của bạn,
quay trở lại. Một bộ phận sẽ là người cũ, tại vì ở cuối cái bộ bài tình yêu bạn cũng còn là reconciliation, ai đó trong quá khứ đã quay trở lại với bạn, nhưng mà một bộ phận là người mới, gặp người mới và bạn vẫn đang phân vân. Nói tóm là người mới và người cũ thì bạn vẫn đang trong cái tình trạng là phân vân không biết có nên đón nhận cái ly này hay không. Nhưng mà tình cảm ở đây là thật, là chắc chắn là có thực và nó đến từ cả hai phía. Có thể phía bên họ nó mạnh mẽ hơn, tức là cái cách mà họ thể hiện tình cảm nó rõ ràng hơn, còn bạn thì vẫn đang, dù bên trong bạn có rất nhiều tình cảm nhưng bạn không thể hiện ra bên ngoài. Một bộ phận mới gặp một người nào đó bởi vì cái tình cảm này mới chớm nở và hai người đang có tin nhắn qua lại với nhau, đã bắt đầu thể hiện tình cảm với nhau, nhưng mà hai người cảm thấy thực sự là mình được hai người dành cho nhau. Bạn rất là muốn có được cái sự khởi đầu mới này, bỏ lại sau lưng những cái sóng gió trong thời gian vừa qua, nhưng mà có lẽ là bởi vì bạn vẫn chưa qua được, vẫn bị ám ảnh bởi cái quá khứ này, cho nên là ở thời điểm hiện tại bạn chưa cho phép mình tin tưởng và thực sự mở lòng mình. Nhưng khi đến cái bộ tình yêu á, nó nhấn mạnh là it is safe for you to love, tức là an toàn để cho bạn yêu, cho nên hãy mở trái tim của bạn để cho đi và đón nhận lại những cái tình cảm tốt đẹp nhất. Cho nên hãy bỏ qua sóng gió, hãy cho phép mình được đón nhận cái tình cảm này. Cái người này chắc chắn là người đến 90% là người cùng nước, cự giải, song ngư và bọ cạp. Có hai lá của cự giải và song ngư ở đây. Cự giải, song ngư, cự giải, song ngư rất là nhiều năng lượng. Cự giải, song ngư và cũng có thể là người thuộc cung khí và bình thiên, bình song tử, song tử. Hai người có rất là nhiều tình cảm dành cho nhau. Cái passion ở đây là through the roof. Hai người bị thu hút bởi cái vẻ ngoài của bên nhau cũng rất là nhiều. Cái physical attraction ở đây, cái chemistry ở đây nó vô cùng là mạnh. Bạn phải quyết định ra quyết định là bạn in hoặc là out very soon. Bạn phải đưa ra quyết định cho mình. Lá này nói về việc là bạn phải quyết định rõ ràng là mình muốn gì để nó có thể đến được với bạn. Bởi vì hiện tại bạn không đưa ra được quyết định. Đừng để cho mình ở trong cái trạng thái này quá lâu. Có thể bạn sẽ mất tất cả. Nếu mà một khi bạn không mở lòng mình thì những cái gì bạn gửi ra ngoài vũ trụ, bạn sẽ nhận lại những điều tương ứng. Cái việc mình hay nói là cái việc mà không đưa ra được quyết định cũng giống như là vào nhà hàng nhìn menu và không gọi được món, thì người phục vụ không thể nào đem đến cho bạn những cái gì mà bạn cần. Và nó an toàn để cho bạn yêu, hãy an tâm, hãy đón nhận cái tình cảm này, hãy cho phép trái tim của mình, hãy cho phép trái tim và tâm hồn của bạn được hát với những niềm vui. Và ở cuối bộ bài bạn cũng có lá là Nine of Cups, một lá nữa của song ngư, nói về giấc mơ trở thành hiện thực. Cho nên hãy dám mở lòng mình đón nhận cái tình cảm này. Wow, ok. Ở bộ kia thì bạn có lá của xử nữ, lá người độc hành. Và bên dưới đây, ngay ở bên dưới, bạn cũng có lá của độc thân. Tức là ở thời điểm hiện tại bạn đang rất là ổn với cuộc sống độc thân, cho nên bạn sợ đánh đổi cái sự yên bình này trong tâm của mình để đón nhận tình cảm, không biết có nên đón nhận tình cảm của người khác hay không khi mà mình đang rất ổn trong khu vườn của mình. Nhưng mà bạn cũng nhớ cái câu là khi mà bạn có một khu vườn rất đẹp thì bướm bướm sẽ tự bay về, đúng không? Cho nên là khi bướm bay về thì không có việc gì bạn phải đóng cửa khu vườn của mình lại cả. Hãy cho phép mình được tận hưởng tất cả những cái điều tốt đẹp nhất. Thêm một lá nữa là người cũ quay trở lại với bạn. Cho nên một cái khả năng lớn đó là cái tình cảm này là tình cảm từ người cũ, và một bộ phận nữa là đây là người mới. Thì dù là người mới và hai người cũ, mình thấy rằng nó đều an toàn để cho bạn yêu, để cho bạn mở lòng mình, bởi vì hai người là soulmate của nhau. Tất cả những cái sóng gió trong thời gian qua mọi người hai người trải qua chỉ để khẳng định thêm cái sự gắn kết, gắn bó giữa hai bên, và để cho hai người có thể cảm nhận được rằng mình thực sự là dành cho người kia và không ai khác. Tức là hai người sẽ không bao giờ đi quá xa nhau, luôn tìm được đường trở về bên nhau. Bởi vì cái sự thực được đưa ra là hai người nhận ra được cái sự thực là hai người là dành cho nhau. Bạn dưới đó bạn lại có cái lá của sự phân vân. Rồi. Cho nên hãy đừng phân vân nữa. Những cái này đã qua đi rồi. Bình minh đang đến, xua tan đi bóng đêm. Đây là những gì đã qua, đừng để nó ám ảnh bạn, đừng để nó tước đi cho bạn cái cơ hội được yêu và được yêu làm lại từ đầu. Mình sẽ rút cho bạn một lá. Các bạn trong
để cho các bạn thêm niềm tin. Để xem. For Taurus from 19 to 25. What's gonna be the message for Taurus? Especially in love. Flexible, yeah, đừng cứng nhắc. Hãy cho phép mình. Bạn đang quá cứng nhắc trong cái cách nhìn nhận vấn đề của bạn, hoặc là đang quá bảo thủ, đang quá bảo vệ cái sự độc thân, cái cuộc sống bình yên của bạn. Hãy cho phép mình được đón nhận, cởi mở hơn lòng mình, và đừng để cho những cái gì trong quá khứ nó ám ảnh bạn. Đó là cái trải bài vô cùng tích cực dành cho các bạn Kim Ngư. Nếu bạn thích video này thì hãy like và subscribe cho channel của mình. Và mình cũng muốn nhờ các bạn là hãy share video này trong các nhóm hoàng đạo của cung Kim Ngưu hay là cung đất. Bởi vì trong thời gian vừa qua mình cũng có chia sẻ với các bạn là cái việc làm bài dự đoán hàng tuần trong 12 cung hoàng đạo nó đang trở thành một gánh nặng cho mình, và vì sức khỏe của mình nó đang bị ảnh hưởng. Thế nên mình không biết mình có thể làm cái bên này bao lâu nữa. Thì nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục làm cái series dự đoán hàng tuần, các bạn có thể giúp mình share cái bài dự đoán của cung của các bạn trong các nhóm cung hoàng đạo của cung của mình. Như vậy thì mình cũng có thêm động lực để nỗ lực hơn làm cái dự đoán hàng tuần, cũng như là để mình biết rằng cái nhu cầu xem video dự đoán hàng tuần nó có cao hay không. Bởi vì có một số cung cái lượng view nó khá là hạn chế, ví dụ như cung của các bạn hoặc là cung Song Ngư, mình nhớ là hai cung này có lượng view khá thấp. Thì các bạn có thể ủng hộ mình với cách này, hoặc là các bạn có thể tương tác với mình qua Facebook hoặc YouTube. Mỗi ngày mình đều chọn ra một hai bạn để tặng thông điệp riêng từ hai mạng xã hội này, cho nên nếu các bạn có thể tương tác với mình qua hai mạng này để có cơ hội nhận được thông điệp riêng trong các video thông điệp hàng ngày. Cảm ơn Kim Ngư và cảm ơn các bạn luôn đã luôn ủng hộ theo dõi mình trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.